và việc Facebook đã đầu hàng trước sức ép của chính quyền Việt Nam. Ngày 23 tháng 4 năm 2020, John Shipton, giám đốc vận động Châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW có trụ sở tại Hoa Kỳ, phát biểu rằng Facebook đã đầu hàng trước sức ép của chính quyền Việt Nam, đồng ý chặn bài của những người bất đồng chính kiến. Trước đó, theo một bài viết trên Reuters, trong mấy tháng gần đây, chính quyền Việt Nam đã chặn đường truy cập tới máy chủ của công ty này, khiến tốc độ truy cập dịch vụ bị chậm lại. Đây được xem là hành động gây sức ép của Hà Nội, buộc Facebook phải gỡ bỏ hoặc hạn chế các nội dung phê phán chính quyền. Lý do mà HGVK phản đối Facebook và mong kéo bè, kéo cánh với các trang mạng khác cùng chống lại Hà Nội là quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là quyền con người. Trong phần cuối bài, HGVK đe dọa và đề nghị như là một gợi ý cho cho Facebook rằng một facebook cần công khai giải thích lý do vì sao đi đến quyết định đó hai cách duy nhất để ngăn cản việt nam chấm dứt việc ép buộc các doanh nghiệp phải kiểm duyệt ngôn luận tự do là bảo đảm rằng họ phải trả giá cho những hành động đó của họ bây giờ chúng ta hãy trao đổi mấy vấn đề sau một vì sao và căn cứ vài đâu hà nội đưa ra yêu cầu facebook chặn bài của những người bất đồng chính kiến hai vì sao có kẻ đưa ra gợi ý cho facebook chống lại yêu cầu của hà nội và ba quyền lực gì khiến cho hà nội tự tin đưa ra yêu cầu facebook chặn bài của những người bất đồng chính kiến hà nội đưa ra yêu cầu facebook chặn bài của những người bất đồng chính kiến là có lý do chính đáng trước hết đó là nguyên tắc bảo vệ sự ổn định chính trị xã hội của việt nam việt nam không cho phép những kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền phá hoại sự ổn định trên không gian mạng thứ hai trong điều kiện internet mạng xã hội phát triển như hiện nay những kẻ chống đối nhà nước đã và đang tìm mọi cách để tập hợp lực lượng họ đăng tải các bài viết của những kẻ cùng hội cùng thuyền chống chế độ Họ cho rằng một khi đã có đủ các điều kiện, A có kẻ cầm đầu, B có đủ một số lượng có thể xuống đường, và CDA móc nối được với các thế lực thù địch từ bên ngoài, thì họ sẽ tấn công lật đổ chính quyền hiện hữu, tạo dựng một chính quyền tay sai cho ngoại bang. Hai vì sao có kẻ gợi ý cho Facebook chống lại yêu cầu của Hà Nội? Vì hiện nay Facebook đang có khá nhiều tài khoản ở Việt Nam. Nếu trang mạng số một thế giới này chấp hành thực thi, lời kêu gọi của HGVK thì có thể được nhiều tài khoản ủng hộ. Đây là điều kiện để họ xây dựng lực lượng mạng từng bước tiến đến xây dựng lực lượng thực lật đổ chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cầm quyền. Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng, như người ta biết, những kẻ bất đồng chính kiến, mạng sống trên thế giới ảo chỉ là những kẻ vô công rồi nghề, chẳng có uy tín gì trong xã hội thực. Cuối cùng quyền lực gì khiến cho Hà Nội tự tin đưa ra yêu cầu Facebook chặn bài của những người bất đồng chính kiến? Câu trả lời đó là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm quyền lựa chọn xây dựng chế độ gì, tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa quyền xây các chế tài pháp luật ra sao, quyền thực thi pháp luật như thế nào đều do các quốc gia quyết định mà không cần ai, chẳng hạn như HGV kép dạy bảo, xúi dục cả. Thể chế hiến pháp 2013, luật an ninh mạng 2018 quy định, nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia. Về những hành vi nghiêm cấm, 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây, tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng như vậy điều mà HGVK gợi ý, cho Facebook đăng tải bài viết của những người bất đồng chính kiến, là trái với pháp luật Việt Nam, chỉ là xui dạy Facebook mà thôi. Và các cơ quan chức năng có nhiều giải pháp xử lý là tất nhiên, không loại trừ Việt Nam có thể đóng, mạng này như Trung Quốc, nếu cần thiết. HGVK có thể không muốn hiểu, Việt Nam đang là một thị trường lớn của Facebook. Hơn nữa trang mạng này cũng không có lý tưởng, lật đổ chế độ Hà Nội như HGVK cho nên, facebook đã đầu hàng trước sức ép của chính quyền việt nam đồng ý chặn bài của những người bất đồng chính kiến là vì lợi ích của chính họ đây là điều dễ hiểu